Chào nha bà các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết, năm Canh Tý. Mình cùng một số anh em hội hoa quả cảnh Nhập Thành đến thăm một nhà vườn. Nhà vườn là nhà vườn Thượng Bi ở làng Chữ. Qua quan sát thì vườn của anh cũng ít rồi, số lượng ít nhưng tác phẩm rất là độc đáo, rất là thuần, rất là kỹ. Thì qua quan sát thì một số cây bonsai bày trước cửa và vườn lan. Bây giờ mình sẽ quay một số bonsai trước. Thứ nhất, đây là một cây dưới dáng trực. Một cây dưới dáng trực. Mình sẽ quan sát và phân tích cách làm bung tán bung răm của anh ấy. Cây dưới dáng trực gồm có bao nhiêu cành đây? Một cành, hai cành, ba cành, bốn cành, năm cành, sáu cành, bảy cành, rất là nhiều. Đếm ra bao nhiêu cành? Thử đếm cái đã xem bao nhiêu cành đã. Số lượng cành quá nhiều cho nên mình phải dừng video, mình đếm lại cho chi tiết. Thì cách để bông tán của Thượng Mi như sau. Thứ nhất, các cành ở đây thì mình đếm qua vẫn theo số lẻ. Tất nhiên nó hơi vượt quá một chút, đó là 11 bậc cành. Theo thông lệ truyền thống để cây cảnh của Việt Nam mình là cây thế thì là vấn đề theo số lẻ. Tam đa, ngũ phúc, thất hiền, cửu thiên, đúng không nhỉ Trung nhỉ? Cửu thiên. Thì theo quy luật của tự nhiên thì chúng ta biết rồi, kể cả vũ trụ cũng có 9 hành tinh thôi. Sông Việt Nam mình cũng có 9 cửa là cửu long. Con người cũng thế, cũng có 9 cửa ra bên ngoài. Trong tự nhiên cũng số 9 là cuối cùng. Cho nên người Việt Nam, đặc biệt là những người chơi cây, đều là những người hiểu về văn hóa phương Đông. Thì chúng ta nên tuân thủ theo cái số 9 là số cuối cùng, tận cùng của vũ trụ. Tuy nhiên, bây giờ phong cách làm cây mới không nên quá bó buộc. Tuy nhiên anh cũng làm cây cũng theo số lẻ, đó là 11. Cũng như nhà mình làm một cây cây dáng rừng. Cây nghiến cũng là 11 bông tán, à 11 cây nhỏ. Đây là sự gọi là thay đổi một chút, cách tân một chút sao cho hợp lý. Thì cách để bông tán của Thường Mi như sau. Tức là không kín không hở, quách uốn từng nhánh. Mình ví dụ một nhánh nào đó mình xem. Đây mình xem một cái nhánh gọi là lớn nhất ở trên này, dễ nhìn ra. Thứ nhất đây rất là may có một cái sắt nhỏ nhỏ để mình chỉ từng bông răm nhỏ nhé. Thôi đây mình cành một cành đây, mình có quay như là đây là mặt trước đi, đây là mặt trước nhé. Thứ nhất, đây là cành thứ nhất, mình cứ tính một cành đi, một này, hai. Mình tính một cành này, gọi cành cấp 1 nhé. Cho một cành, à một nhánh cặp cây 2, 2, 3, vân vân. Thì thứ nhất, cành cấp 2 thứ nhất, thì cũng tương tự như vậy, mỗi một cái co, một cái lắc, một khỉu thì chúng ta lại để một cái cành ra. Tuy nhiên là trên, thỉnh thoảng anh để những cành đinh ở trên. Ví dụ như là, cũng không bó buộc lắm, tất nhiên là không phải bó buộc, tất nhiên à, không phải bó buộc, cứ phải là những cái điểm dương mới có điểm với cành. Đây một điểm hơi âm cũng có cành ra. Còn trên đây thì để một cành đinh ở trên. Thì tóm lại theo mình nghĩ là quy luật làm cây của anh ấy cũng như sau. Tức là các điểm dương đều để những cành nhưng mà không bó buộc. Cứ phải 100% cái điểm dương mới cho ra. Mà có chỗ nào hở là bỏ để cành bên bên đó. Để cho nó kín. Và trên mỗi đỉnh ở mặt trên của cành thì anh cũng thể để những cành răm lên để cho nó kín tán. Có nghĩa là làm dần giống những kế thừa một chút truyền thống cổ người xưa là bông nhưng cắt nhiều để cho giật. Cái thứ hai là mình quay số lượng cây, là anh làm cây là không nhiều, rất là chi tiết cẩn thận chất lượng. Hay làm cây không quá nhiều. Quan điểm làm cây của mình cũng vậy, chứ anh em lấy cây nhiều có ẩu ạt về cuối cùng để sống thì cũng thành phí thôi. Làm ít nhưng chất lượng để có phong cách riêng. Thì qua sự đánh giá nhận xét của một số anh em của hội hoa quả cảnh thì anh là một phong cách rất là độc đáo,
không đụng hàng với ai hoặc đi trưng bày là khó nhận diện ra. Ví dụ như trong anh em hội hoa quả cảnh của mình, cây của ai thì đều có phong cách của người đấy, vẫn là một chút gì đó riêng riêng. Đây mình tiếp tục một cái bông thứ hai. Đây mình quay thật chi tiết. Đây mình xem một cây khác. Cái này cũng nhìn cũng đẹp. Dưới. Và Trông như thì qua quan sát như cây thứ kiểu là hai thì mình thấy cách để bông râm của anh như thế này. Không nên quá bó buộc. Cứ hở ở đâu thì để đó. Không nhất thiết cứ phải điểm dương mấy để cành nhánh ra, răm ra. Mà bất cứ một điểm nào có thể để cành nhánh răm là sao cho che kín là được. Không kín không hở. số của em á, muốn bao nhiêu em điện trực tiếp em nó kín. Đây mình sang một cây thứ ba. Cây này gọi là cây cây duỗi kẽm đá. Cây duỗi này nếu từ đáy chậu lên khoảng 35 phân. À, từ mặt chậu lên khoảng 35 phân. Mình thí dụ mình thử đếm số cành. Một cành, hai cành, ba cành, bốn cành, năm cành. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có là 7 cành thôi. Nói là không tuân thủ nhưng đúng, anh vẫn tuân thủ theo niêm luật làm cây. Vẫn theo số lẻ, không lấy số chẵn. Đây có một cành tương đối rõ ràng. Mình sẽ quay cây này. Cành này tương đối rõ ràng. Ví dụ mình đứng ở mặt này là mặt tiền. Thì đây là cành. Chào mừng em nhé. Cành âm đi. Đằng sau. Do năm mới nha, Cành chúc thứ các nhất em đằng một năm sau. toàn để gia đình nhà mình nhé. Chúc em Cành thứ nhất đưa đằng sau. ông bà cha mẹ sau có một cái sức khỏe và sang năm 2020 này Cành thứ có nhất nhiều đưa đằng sau này. tuần năm mới, thành tích mới Cành thứ hai đưa đằng trước. và Cành thứ ba đằng sau. ai Cành đó này thì chúc làm em niêm luật giống như của mỗi mình. lần xuống lớn một 1, 2, là em 3, sẽ 4, 5, nhận cho mỗi 6, người vân một vân. cây. Trước đây em cũng lên cây nhà anh em mua cây và Thì sau mỗi một thì cành điểm anh dương thì anh ấy để một điểm ra. Rồi cành nhánh trước răm đây cũng em vậy. sợ là anh Trung là phải học nên là xuống anh em hôm nay ở đây thì có không thấy em ở nhà thì anh xin trước đây chưa lưu số của em hay là lưu nó kiểu gì ấy thì xin ông với trợ số hết hẹn bọn em đi chùa rồi thì cũng xin phép là ông được vào ngắm cây của em người anh em đây đang Cây duối. Rồi Cây ok để đi duối. chùa nhá. Con vừa điện cho thằng em đúng con nào đúng Cây duối xong. Cây này gọi cây duối sắc siêu thôi. Chứ không gọi là siêu xong được. Không phải xong. Nó cùng gốc. Nó phải là tách gốc ra đi. Nó cùng gốc rồi. Nó hai thân. Không phải hai thân. em ơi nhiều cây kẹp đá này sợ nhỉ. Xong siêu. Quá kinh điển cái này. Thôi mình quay qua một Em số thấy cây cây thôi. này Quay nhiều cũng vậy thôi. đẹp chưa? Hả? Phong cách làm cây của em như vậy. Đây là vườn lan. Mình thì không biết lan cho nên mình chỉ lướt qua. Thì hôm nay trong nhóm câu lạc bộ hoa quả cảnh thì không đi được nhiều. Một số việc bận trong làng có việc dân làng. Cũng như một số anh em có việc riêng. Chứ không đi chỉ có ba anh em thôi. Mình và Trần Trung và Trần và Bằng Sơn. Chào các bạn nhá. Mình ngắt video đây. Lấy cái hình nền của cây này cho đẹp. Cái này đẹp. Lấy cái hình đèn của cây này. Chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video của mình.